gói. Nhưng mà tóm lại thì mong rằng cái phong trào ca nhạc tài tử của thành phố Tân An và đến hẹn lại lên đến ngày giỗ tổ tổ chức như thế này, và hơn nữa tôi mong rằng năm tới sẽ cao hơn năm nay. Nghĩa là đối với tôi thì đó là tôi giữ cái câu lạc bộ này từ đầu tới cuối. Nghĩa là tôi thấy rằng phong trào các em, phong trào ca nhạc truyền thống của tỉnh mình, của thành phố mình rất là càng ngày càng tiến bộ. Một lần nữa xin chúc các quý khán giả đến dự buổi ngày giỗ tổ hôm nay, xin chúc các bạn điệu mộ đêm nay nghĩa là xây dựng một chương trình ca nhạc thật độc đáo, khán giả càng ngày càng xem. Xin chúc các bạn đó. Xin cảm ơn sổ giả Nguyễn Minh Tuấn. Và bây giờ lễ dân hương xin được phép bắt đầu. Rồi trời
Thank you.
lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 3 dân hương. Thank you.
tâm chuẩn bị. Trân trọng kính mời câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Bình Tân dâng hương. Thank you.